Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, diện tích cây ăn quả ôn đới hàng hóa đạt khoảng 4.000 hecta, sản lượng đạt khoảng 15.000 tấn một năm. Ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp. Theo đó, thực hiện ra soát cơ cấu lại vùng trồng cây ăn quả ôn đới hiện có 3.500 hecta, đảm bảo quy mô liền vùng, nâng cao năng suất, chất lượng. Thực hiện trồng mới 500 hecta tại Simacai, Mường Khương, Bát Sát, Bắc Hà và thị xã Sapa áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, sử dụng giống chất lượng, tạo thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao năng suất từ 20 đến 30%. Trên cơ sở lợi thế, từng địa phương lựa chọn loại cây trồng đảm bảo giải vụ, quy mô đủ lớn, tập trung, có liên kết tiêu thụ sản phẩm để phục vụ chế biến gắn với du lịch sinh thái. Kết thúc năm 2021, toàn tỉnh có trên 3.571 ha cây ăn quả ôn đới, tổng sản lượng đạt 3.159 tấn, giá trị thu hoạch ước đạt gần 100 tỷ đồng.